thua kèo kèo bao nhiêu kim cương? Ôi thua kèo bao nhiêu kim cương thế bây giờ mày thua mày trốn mẹ mất à? Không em không chốt thề. Ôi ôi em thề em không chốt. Thêm fan màu xanh rượu óng ánh những tia nắng vàng gió nhẹ. Ôi là mà mày thắng anh nhá, anh tặng mày hàng 1000 kim cương. Còn mày mà thua anh thì mày đéo mất cái gì. Thật á? Thật ôi anh đầy tiền. Uy tín luôn nha. Ôi là uy tín luôn chứ. Bố mẹ súng không liên quan thôi. Thế Vũ vào huấn luyện khoa hành động anh đi. Vào huấn luyện khoa hành động. Ô oh, được em ơi đi gạ. Ừ. Nói thì tôi mới để ý. Ui hello em gái, anh đứng đây từ chiều. Hành động cho hạ đây. Sao vào đây đây ra khỏe giữa cái chỗ mà ngày luôn. Đặng Nguyễn đang chết. Anh tặng em 3 cái nịt màu đỏ đi anh. Mặt cười chảy nước. Kinh chưa? Thấy kinh chưa? Ôi nào. Ôi mà đang có hành động. Alo. Ơ ừ, mấy thằng này sao? Hà Quỳnh anh, ơ cao này của Á Khánh à anh? Ừ, ơ cao của thằng Độc Áo Điêu của Khánh nhá. Sao? Gạt điên chưa? Ôi có quả nick này tôi vào huấn luyện tôi khoe nick cả ngày cũng được. What? Tú PC, mang Adam anh ơi. Nó lắm thử mình làm bot ấy. Thằng này. Solo không ấy. Xin cái tỏi. Thằng này dám thách trước tôi không? Ai tạo á? Được rồi, mày vào đấy. Cái bạn thằng này kiểu gì? Bỏ em bớt, khối đầu kỳ vậy anh ra. Làm gây mê đúng không? Được rồi, các bạn rồi. Tôi tạo. Tao tạo đi kìa, thằng tao tạo đi nghe cho nó uy tín tao tạo. Thằng này dám thích cái trường oan soát. Oan soát. Dám thách thức tôi à? Hà Quỳnh anh khối đồ đoàn trắng đi. Ok. Ra đi. Chết rồi đấy. Chết cái bốc của thằng này. Thằng này dám nhường à. Từ từ phải bắn vào cái giả lập kia anh em ạ. À. Anh em đợi tí tôi đổi giả lập nhé. Alo. Có bot này. Anh, phối đồ lại anh ơi. Bot sót nha. Ok. Nhìn trong gã này kêu người ta đã bot. Anh bot đấy. Ồ. Được rồi, đợi một tí. Từ từ nha, đợi khoảng 2 phút nha để reset lại cái wifi á. Lâm Dũng, anh dạy em văn nghị luận cô giáo đang giờ. Alo. Alo. Đợi một tí. Ok. Đợi một tí. Ok. Cái độ nhạy nó bị lệch mẹ rồi. Trần Toàn Thắng, anh bắn cho nó nát đầu gối luôn, mặt cười. Cái gì? Anh biết bắn áo lúc không? Anh biết bắn áo lúc rồi mà, anh không em ạ. Anh em ở show ăn sót cho nó thanh quyến. Ok. Ăn sót mà 04 hả? Cái gì? Đợi một tí. Ăn sót mà 04. Thua kèo bao nhiêu kim cương? Ôi thua kèo bao nhiêu kim cương thế bây giờ mày thua mày trốn mẹ mất à? Không em không chốt thề. Ôi ôi em thề em không chốt. Ôi Thương Phan, màu xanh rượu óng ánh những tia nắng vàng gió nhẹ. Ôi là mà mày thắng anh nhá. Anh tặng mày hàng 1000 kim cương. Còn mày mà thua anh thì mày đéo mất cái gì. Thật á? Thật ôi. Anh đầy tiền. Uy tín luôn nha. Ôi là uy tín luôn nhé. Nick này nó mới là chưa setting, chưa cài đặt gì. Mình cũng biểu live stream, mình cũng làm content trực tiếp ở trên live luôn, chứ có phải là mình sắp đặt cái gì đâu các bạn, nên các bạn thông cảm một tí. Trần Toàn Thắng, anh sâu mặt đi, mặt cười. Content của mình làm ấy là content kiểu ngẫu nhiên và content tự nhiên nhất có thể, chứ không phải là mình kiểu như là tự quay tự đặt cả bạn, nên các bạn thông cảm. Đâu rồi? Thì sao, anh có cắt tóc ăn Tết không? Anh có cắt tóc ăn Tết không hả? Ôi gì cắt tóc ăn Tết à? Thế à? Ở đâu rồi? Đâu rồi? Ô cái thằng này. Khánh Ngọc rồi bùng kèo rồi. Ôi cái thằng này có đâu mẹ mất rồi. Ôi 777 like này. Ôi à 7777 like này. Ô Nam gây mê ở đâu mẹ mất rồi. Hương, cứ thích anh này ý, mặt cười lộn ruột. Cứ thích anh này đi à? Thế à? Ai đấy? Phạm Thị Hương à? Đâu Hương đâu? Ôi Hương đây à? Đâu xem Hương có xinh gái mà. Ôi Hương xinh gái thế. Cái thằng Nam gây mê đâu mẹ mất rồi. Hay mẹ ganh rồi. Lừa rồi. Không lắm bạn ngoan mà. Mẹ tốn thời gian thế nhỉ. Tốn thời gian cái thằng này ghê. Lê Ngọc Bích Ngân, mặt cười lộn ruột chạy mất dép. Ô. Alo. Phương Nhi, sợ R, mặt cười. Không phải do mình đàn bà quá. Mà là, chắc là nếu mà có vào solo giáo AFK mẹ mất kịp cũng buồn cười. Thằng này đi đâu rồi? Mẹ đi đái đi ỉa, đi vệ sinh thì phải nói người ta một câu, người ta biết người ta còn đợi. À đây, oang rồi. Bùi Quang Hưng, hello anh Box. Hello Hưng nhỉ. Đây rồi. Nhân tố của chúng ta rồi, nhân tố của chúng ta rồi. K10 kìa, à K10 à? K10 à? Ui sao đeo cái ba lô này không sao cả. Ba lô này được. Nhát anh Le, trẻ trâu đấy. Quay đi là mình chấp setting cài đặt không đúng đi. Chấp đi. Skyler, mang Skyler rồi, chắc ở trên này nó bảo mình chơi bứng anh em ạ. Sao mang Skyler nhỉ? Quên không đổi lại rồi. Kevin The Carlos, anh Box chào em với. Hello Kevin The Carlos nhỉ? Đâu rồi? Ra đây xem nào. Ủa nó còn nhạc thính nữa kìa. Nó nhạc thính nữa này anh em này. Phương Nhi, nó óp lấy data thì sao anh, mặt cười. Cả đó. Cái đấy. Có tí võ đấy. Nhưng mà nó là võ gà. Ác này kiểu mình mượn nên là kiểu cái trận đấu kinh điển nhất LS. Ác này là mình mượn nên là cái setting với cái cài đặt với cái nhân vật là mình chưa chỉnh lại một cái gì cả anh em ạ. Nên là anh em thông cảm. Hơi lề mề tí. Ác này có phải của mình đâu anh em. Mượn cái review ác này mà. Ai ngờ gặp thằng nó dám chửi tôi là boss anh em ạ. Khánh Ngọc, hành động thiện đi. Vũ viêm đầu ạ. Cái này chưa tải trong gói tài nguyên, nhìn kiểu nhân vật nó nhìn như boss cái nhà. Nó bị chưa tải gói cái tài nguyên nó thế anh em ạ. Kevin The Cat Lord, em tưởng ăn giàu lắm chứ. Thế này em tưởng nhầm rồi đấy. Ra đây xem nào. Ra đây solo tranh chính hay đằng bà xem nào. Mạnh Cường, anh box chơi đi Free Fire với em đi. Ôi. Mắc thế nhở? Biết thế mình bắn luôn mà giả lập blue sở tách đi cho nhanh. Ui sao lại là hạ ngục kìa. Sao lại là hạ ngục kìa. Sao nhặt cái mũ ba trong thính luôn này. Tao ngày chơi game không mạng thật, nhặt hẳn cái mũ ba trong thính ạ. Thôi rồi, hạ ngục thì trả nó mạng vậy, đèn nó mạng không sao cả. Phúc năm mai, rồi thằng kia nó chuẩn bị bật rách là cho nó một ca kim cương 200.000. Này thì bật rét này. Bật làm sao được. Chả qua đây là mình bắn nick thằng Khánh ấy, mình chưa quen anh em hiểu không? Kiểu cái setting này, cái cài đặt ấy nó bị khác anh em. TSK kia mất tuổi thơ R, mặt cười. Cái setting với cái cài đặt của nó bị lệch mấy kiểu hay mình hay bắn, nên là nó bị không quen anh em. Xong rồi cái gói tài nguyên tôi còn chưa tải hết cơ. Nhìn như con boss ấy, kiểu nhìn cái trang phục nó là trang phục mặc định ấy. Ôi chắc là nhặt nhầm với giáp 3 rồi, à nhặt nhầm với giáp 4 rồi. Mà bắn ngon sót thì nhặt giáp chắc cũng chả sao đâu. Nó tự động nhặt anh em ạ, chứ không phải mình nhặt nha. Ơi bạn, tôi nhặt lại cái giáp 3 ạ, nhặt lại cái giáp 4 kìa. Ơ đấy. Độc quá thảm. Đấy headshot nha, vẫn headshot nha. Từ từ tôi tắt cái tự động nhặt cái đã. Trần Toàn Thắng, anh đừng chào em, mặt cười. Vì em bảo là anh đừng chào em, nhưng anh cứ chào em Thắng ạ. Hello Toàn Thắng nha. Lại nhảy lên với chúng tôi này. Dám chê tôi boss anh em ạ, dám chê tôi boss à? Úi xồi, bay đầu chưa? Hello anh. Bay đầu chưa? Hello em nha. Sợ chưa? Ôi. Đấy nha, solo long shot là không được cầm sniper anh em ạ. Nhưng mà mình kiểu mình không biết ấy, chứ không phải mình cố tình cầm nha. Cái nick này nó mặc định cầm sniper nên tôi vào chặn là nó cầm luôn ấy. Quốc Hy, rén liền. Sợ này. Sợ này. Hay là Cường Bùi nhá. Đây là một ván là mình tự tử nhá, một ván là mình tự tử nhưng nó chưa ăn là mình ván nào đâu. Phúc năm mai, giật đầu gối, mặt cười. Quả clip này mà đăng lên YouTube thì phải 1 triệu view anh em ạ. Cái gì ấy, cái gì ấy. Chơi mọi người. Chơi mọi người em ơi. Mua MB bắn rồi. Quốc Hy, bẩn rồi. Lâm Dũng, anh dùng tai nghe nào vậy? Tai nghe anh không nhớ mà anh giặt từ Shopee 200k là lâu lắm rồi. Mấy lần anh định đi mua tai nghe mới anh cứ lười. Lê Đức Lương, ke, mặt cười. Trần Toàn Thắng, em mượn cái mic vì em luyện thanh, mặt cười. Được em ơi, mượn xong em nhảy luôn của anh đúng không? Mượn không trả. Lần đầu tiên mình cầm khẩu long tộc và bóng sót anh em ạ. Bình thường mình càng cầm khẩu chết chóc thôi. Quốc Huy, tuổi trẻ không bi ti tự lựa sức mình cây cây cây. Trời, sám chê người ta bót à. Quá ghê gớm anh em ạ. Thế Vũ, sao anh không gạ nó thử một KPC xem nó cầm UMP hay lại khóc xong kiếm. Nó cầm UMP nó chạy ra xa nhưng mà phải bò cuối vào gần mình mới bắn được. Nhìn bốc vác hai cái súng mệt quá. Ừ mẹ, nhìn cầm hai cái súng nó to mới nhìn nha các bạn. Ui thoát phòng luôn rồi. Thoát phòng luôn anh em ạ. Rồi, làm ghê về à. Trời trời cười chết, mặt cười. Alo, sao ấy? Sao cái người ta là bóp rồi không ăn được rau nào ấy? Đúng, nhưng mà em không biết bắn màu 014. Thế em biết bắn cái gì? Em chỉ biết bắn kiểu niên với em, M857 luôn. Em chỉ biết bắn kiểu niên với M857, thế sao em có mua M857 mà bắn? Nhưng mà em sợ anh hồi tưởng chơi bẩn cơ. Ôi, thế vào cuối thì em chẳng chơi bẩn cái còn gì? Đấy là chơi kiểu niên của em chơi từ 107. Chơi khác. Khác là khác như nào? Cái hoa. Tự nhiên em tưởng là anh, em tưởng là chơi 104. Ừ chứ đây là lại bắn tiểu liên nhá. Ok. Ok. Ok bắn tiểu liên, cái bắn tiểu liên. Từ từ. Thua rồi lý do. Từ từ bây giờ mình tháo Skyler ra chứ nếu mà cầm Skyler và bắn với em nó chơi Skyler thì nó không ăn được đâu. Skyler nó nợ thuế của anh em. Bỏ Skyler ra đã, cầm ba lốc thôi. Cầm ba lốc thôi anh em. Solo cầm Skyler nó hơi lại. Đây là mình không biết thì mình mới cầm vào thôi chứ còn bình thường không ai cầm vào Skyler vào cả. Ok. Quốc Hy, cầm Adam luôn anh. Tôi xanh chín em nó luôn. Nó thua tâm phục khẩu phục rồi anh em hiểu không? Phương Nhi, tuổi trẻ, mặt cười. Vô luôn. Tuổi trẻ ta hết mình với cái mình gọi là đam mê. First blood. MB 500 máu à? 500 máu 200 máu thì cũng được thôi anh em, tùy mà. Bắn 200 máu thực ra là không phải là mình không biết bắn 500 máu mà là bắn 200 máu cho nó nhanh. Các bạn hiểu không? Đỡ tốn thời gian. Thực ra thì mình 200 máu nó cũng 200 máu mà mình 500 máu nó cũng 500 máu mà nó như nhau mà. Có chỉ đâu anh em. Chả qua là bắn 200 máu cho nó nhanh. Nguyễn Quang, Hế Lô Bóc. Ôi. Hello Quang nha. Họ em bớt, hello anh bỏ bố. Hello em. Đâu à? Ơ, vô rồi. Chết rồi, chết. Bỏ choàng rồi. Kinh thằng này vắng mắc 7 kinh phết nhà, khẩu mắc 10 kinh phết nhà. Cũng bắn cũng vào đầu anh em ạ. Gọi là có tí võ ấy. Thích mắc 10, bóc bắn mắc 10 với nó luôn. Ôi, ghê gớm phết này à? Kevin De Carlos, anh chào em, anh sẽ được tặng vé cưới vợ free Kevin De Carlos. Ghê gớm ấy. Huy Võ, anh box chơi solo coi chừng bị thính đè nhà anh, mặt cười lộ. Mẹ cái solo giờ có cái thính mấy thằng mình tí bị nó ghè đèo đấy. Úi rồi mù mắt. Anh làm sao rồi box? Uống lại mua 1887 lên. Anh nhớ em không anh? Hello em nha. Không mang ở MB giờ mua 1887 rồi. Ôi ui tí à, check ạ. Ông này cứ đổi súng như kiểu mẹ, như kiểu thay áo ấy thì vô hai mà biết được bắn khẩu gì. Bảo Phan chơi bẩn. Cứ đổi súng như kiểu thay áo này thì ai biết cái bắn khẩu gì. Huệ bé, cẩn thận em nó, sợ em nó ao đấy, mặt cười. Ôi thính rơi vào đâu à? Mẹ thằng nỉ nó ra nó nhặt thính anh em ạ. Nó lấy mũ bà đấy. Thằng cu em cũng khôn lắm. Ui sợi em ơi. Đâu rồi? Trời ơi, lại bơi ở dưới đấy thế này. Nguyễn Phúc, mấy nữa đi học không xem được like anh rồi. Ui em nó mẹ cứ bắn 2v1 này. Em nó thích chơi solo hoang giáp à? Ôi rồi, em ơi. Đâu đấy? Đâu rồi? Ôi ra ngoài rồi. Em lại cho có bom vào trong này nhỉ. Có kèo đéo cứng thế. Huyền Khải, xếp hạng ít anh lên Huyền Thoại Lan. Ôi rồi, nó cứ giáp tôi nó bắn anh em ạ. Duy Nguyễn, hello anh. Hello Duy Nguyễn nha. Ôi rồi, hết sôi luôn kìa. Rơi vậy. À nó cứ giáp tôi nó bắn cả cay thật ấy. Chú Phùng, sao anh lay lâu thế anh? Cái map này nó rộng anh em bắn nó dễ. Map kia có chặt quá. Đâu rồi? Đâu rồi? À đây đây đây. Nguyễn Thị Minh, hello anh. Hello em. Bắn cho biết xem hỏi là ao trình luôn. Em đó mà thắng cho em đó một cam cương không mất gì luôn. Một cam cương hơi ít nhỉ. Đã nha, mình phải nói là cho nó hẳn 10k kim cương luôn đi. Bởi vì cứ như thế này thì nó thắng thế nào là được. Cho em nó có động lực để động lực chơi bẩn hơn. Khánh Ngọc, đỡ thế đéo nào được mũ. Đỡ thế đéo được. Kinh nó cứ nhảy ra các bắn kìa. Ôi rồi. Ôi trời ơi, sao lại chết bo. Trời ơi. Bắn cho viên mẹ phun đỏ thế phải bo chết à. À, đau bụng với ông này. Rồi cũng đéo còn từ lạ để mà nói với cái thành niên này nữa. Sao ấy? Lạc quá à? Không, em là anh bắn khét quá. À, khét quá, ui rồi. Anh bắn khét đẹp luôn em ạ. À, mày có biết anh là ai không? Anh là ai? Anh là ai? Không biết anh là ai không? Em lên Facebook nha, em tìm, em gõ cái từ này ra. Đấy. Hoặc em lên TikTok em gõ cái từ này ra. Đấy. Anh em thấy trong phần đội chưa? Em thấy Quyên. Ồ, Quyên em gõ thì em tìm đi nhá. Ở trên Facebook hoặc trên TikTok nhá, gõ như thế mà tìm. New vào. Anh tặng em ít đồ. Tí anh tặng em 2 cái nịt luôn, một cái nịt màu hồng, một cái nịt màu hường. Thôi nha, bye bye em nha, anh đi ăn cơm đến sáng này anh chưa ăn gì rồi. Bye bye.